Xin chào anh chị và các bạn. Trời nóng quá. Nói chung mùa hè năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn các mùa hè năm trước. Và thật sự ở trong những cái điều kiện thời tiết như thế này thì chúng ta mới thấy là giá trị của một chiếc xe ô tô nó như thế nào. Có một số người bạn có tâm sự với tôi rằng là thà là tắc đường Hà Nội nhưng mà được ngồi trong ô tô vẫn sướng hơn cảnh là chen chúc trên xe máy. Nhưng mà có một điều chúng ta sẽ rất quan trọng trong cái việc sử dụng ô tô trong những ngày hè này, đó chính là cái việc chúng ta sẽ phải sử dụng điều hòa như thế nào cho nó đúng cách. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chút với quý vị bạn về cái việc sử dụng điều hòa như thế nào cho đúng cách. Tôi đang sử dụng một chiếc Kia Morning và dĩ nhiên rồi, với phiên bản này tôi sẽ có một chiếc điều hòa chỉnh cơ thôi. Nhưng nếu các bạn biết sử dụng một cách đầy đủ, cẩn thận và chi tiết thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lợi ích mang lại. Thứ nhất là điều hòa sẽ lạnh sâu, thứ hai là điều hòa sẽ rất bền. Nguyên tắc sử dụng điều hòa trong ngày nóng thì các bạn lưu ý, thứ nhất này, ngay từ khi mà các bạn đỗ xe dừng lại, chúng ta sẽ đừng bao giờ lên hết cửa kính nhé. Ví dụ như này là đang di chuyển để lên hết kính rồi, nhưng khi các bạn dừng xe đỗ, tốt nhất chúng ta nên hạ kính rồi. Đó, các bạn chỉ cần hé khoảng 2-3 phân thôi ở tất cả các cửa là tốt nhất. Tại sao chúng ta nên làm như vậy? Chúng ta làm như thế thì chiếc xe của chúng ta sẽ không bị biến thành một cái khối kín mít, chúng ta không bị giống như là trong một cái lò hun được. Gió từ bên ngoài và bên trong sẽ lưu thông với nhau, và cái nhiệt độ chênh lệch giữa cái môi trường bên ngoài và môi trường trong xe khi chúng ta dừng ấy, nó cũng sẽ ổn định và nó xem như nhau. Bởi vì như các bạn đã biết là rất nhiều những cái xe để mùa hè ở ngoài đường và nhiệt độ trong xe có thể lên đến 60 thậm chí là 70 độ, thì các bạn biết là nó hại xe như thế nào. Và vô tình chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian để có thể làm mát được không gian trong xe. Đấy là điểm lưu ý đầu tiên, đó là các bạn hãy hé kính 2-3 cm khi mà chúng ta dừng đỗ xe vào ngày nóng. Thứ hai, hãy chọn những cái vị trí đỗ dâm mát nhất. Ví dụ dưới gốc cây, dưới tán có bóng dâm thì cũng sẽ làm giảm cái nhiệt và cái xe phải chịu. Đấy là hai cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ ba, cái này mới bắt đầu là từ phần quan trọng nhất này. Nhiều người thì lên xe cái là ngay lập tức nổ máy, sau đó là chúng ta sẽ vặn cái điều hòa ở mức công suất tối đa với một mong muốn là ôi, chỉ mong sao cho nó đỡ nóng và lạnh càng nhanh càng tốt. Nhưng thực tế đó là một sai lầm khá là phổ biến và vô tình làm giảm tuổi thọ của chiếc xe. Vậy thì chúng ta phải làm như nào? Có hai cái mẹo. Thứ nhất là khi các bạn mở cửa xe ra thì chúng ta đừng lên xe vội. Hãy mở cửa xe, tất cả bốn cửa chúng ta mở đi mở lại, cứ đóng và mở ra khoảng 3-4 lần ấy, để cho cái khí nóng trong xe nó ra bớt đi. Đó là một. Cái thứ hai, khi mà di chuyển, khi mà chúng ta bắt đầu nổ máy nhá, các bạn tuyệt đối không mở khí lạnh điều hòa. Có nghĩa là hãy tắt cái nút AC đi và chúng ta chỉ để quạt gió. Các bạn có thể để quạt gió ở mức tối đa cũng được, nhưng mà đừng vội sử dụng cái lốc lạnh của điều hòa, bởi vì khi đó vô tình làm cho chiếc xe chịu một cái tải của điều hòa ngay lập tức và làm ảnh hưởng đến cái dây loa. Khi chúng ta di chuyển trên đường trong những phút đầu tiên thì thật sự tôi biết cũng rất nóng, nhưng hãy hạ hết tất cả cửa kính xuống và hãy cố gắng đưa chiếc xe ở trạng thái vào cua, có nghĩa là cua bên phải một chút, cua bên trái một chút. Để làm gì? Để cho những cái luồng gió nó tạt hai bên ấy, nó có thể thổi bớt cái không khí nóng ở trong xe ra ngoài. Đó là hai việc đầu tiên mà tôi làm. Sau đó tôi sẽ giảm lạnh về, đặt cái chế độ lạnh ở mức độ trung bình thôi, và tôi có thể ưu tiên để quạt gió ở tốc độ lớn nhất. Đến lúc này tôi vẫn để điều hòa như vậy trong trạng thái từ 1-2 phút, vẫn hạ kính. Để như vậy thì 1-2 phút sau ấy, là bắt đầu không khí trong xe nó đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi, và đây mới là lúc mà tôi lên kính. Đó, điều hòa chỉnh cơ cũng vậy, điều hòa tự động cũng vậy, nhưng ở điều hòa tự động thì nó khác một chút so với điều hòa chỉnh cơ này. Thứ nhất là nó sẽ có cái nhiệt độ báo, các bạn cũng đừng vội chuyển cái chế độ chọn lạnh về lâu, tức là chế độ thấp lạnh nhất có thể, như thế cũng rất là hại, cứ từ từ hạ nhiệt từ từ.
Và cái thứ hai, đối với điều hòa tự động các bạn có một cái lợi thế, đó là chúng ta hãy chọn nhiệt độ mà mình mong muốn. Ví dụ như sau 1-2 phút mà lúc nãy tôi chia sẻ rồi đấy, các bạn hạ kính đi, di chuyển để gió nó tạt bợi đi. Sau 1-2 phút đó thì các bạn có thể chuyển về chế độ auto tự động và chúng ta chọn cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn, để bao nhiêu là hợp lý. Thì cái này cũng có nhiều người hỏi. Theo nhiều cái tài liệu chứng minh thì mức độ để nhiệt độ trong xe hợp lý nhất nó tương đương với nhiệt độ trong phòng, đó chính là khoảng 25 độ thôi. Và nếu có auto thì các bạn nên chuyển sang chế độ auto để hệ thống sẽ tự động cân bằng giữa tốc độ của quạt gió và tạo cho chúng ta một cái nhiệt độ lúc nào cũng được giữ ở 25 độ C. Đó chính là điều hòa tự động. Còn điều hòa chỉnh cơ thì nó không được hiện đại như thế. Chúng ta sẽ phải tùy chọn cái tốc độ gió cũng như là tùy chọn cái độ lạnh của cái lốc để chúng ta có một cái điều hòa mong muốn, và nó cũng không báo cái nhiệt độ. Đó chính là cái mà thiệt thòi của điều hòa chỉnh cơ so với cái điều hòa tự động. Đấy là về cái chúng ta sử dụng cái điều hòa trong ngày nóng. Hôm nay thì trời rất là nắng nóng nên tôi muốn chia sẻ điều đó với các bạn. Hy vọng là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ này sẽ giúp chúng ta sử dụng cái điều hòa trong ngày hè này nó hợp lý hơn. Hôm nào có một buổi trời mưa thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của chúng ta sử dụng cái điều hòa trong ngày mưa để tránh bị mù kính này, mù chân kính này, mù kính bên sườn. Đó là những cái điều chúng ta hay gặp phải khi sử dụng điều hòa mùa mưa. Thì hôm nào trời mưa tôi sẽ tranh thủ tôi chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Thank you.